Và Hồng Mai xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình thi ca hôm nay lại trở lại với quý vị cho những ngày thứ hai thường lệ. Chúc quý vị có một đầu tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và cũng đặc biệt là quý vị của đài VNTV 57.3. Lời chào rất thân thương. Mình xin kính chào cô. Rồi, cảm ơn con. Mình xin kính chào cô. Dạ, hôm nay cô mặc áo đẹp quá vậy. Màu xanh là màu hy vọng. Dạ vâng, rồi trong đó trời ơi, cái điệu này là màu xanh là màu hy vọng, mà màu vàng là màu uy quyền, và màu đỏ là màu phấn đấu kinh, để mình phải để chiến thắng mà không biết chiến thắng cái gì đây, chiến thắng mỗi một ngày một, làm cho đài ấy, là phát triển, hay là làm cho chương trình thi ca mình mỗi một ngày một phong lùi xuống. Dạ vâng, thì cứ bị cô la, cô rầy hoài thì cứ không biết. Người ta nói yêu cho roi cho vọt, con muốn cô ấy là cho con uống nước đường hoài không? Dạ không. Vậy thì thôi đừng có phàn nàn. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa kính thưa quý vị, một tuần lễ trôi qua cũng rất là mau. Và này hôm nay này được là chào đón quý khán giả của chương trình thi ca và của đài VNTV trên băng tầng 57.3. Sao hôm nay á, là bị tuần trước bị cô nhắc nhở, tuần này có khá hơn tí nào không? Con cũng chẳng biết nữa, thì lại con cứ ngâm đại đi nhá. Cô muốn bị lay off không đấy? Cô giải nghệ đấy. Nắng sớm trời trong... Thôi đừng có, thôi đừng làm điệu nữa đi. Nắng sớm trời trong đôi mắt em. Dạ, tự khoe đấy. Rồi, tiếp. Chưa nhỉ, cô cứ nói vậy. Chứ không lẽ cơ, ôi trời ơi, mẹ khe con đẹp hả? Mẹ hát con khen hay hả? Trời, bà con mới nói, ôi chào ơi, ai mà không biết mèo khen mèo đuôi nó gì, đuôi ngắn hay đuôi dài. Con không ngâm bài đó nữa. Con giận, không thèm ngâm bài đó nữa. Con ngâm bà năn nỉ. Con ngâm quê hương tiếp. Muốn ngâm gì ngâm đi. Quê hương đất nước còn vang vọng, hồn phách linh thiêng, rồng lạc hồng. Đất khách quê người bao khắc khoải, bao giờ hạnh phúc với non sông. Hai rồi. Này, hôm nay có ông chủ đài ở trong phòng không vậy? Dạ vâng, có. Có hả? Dạ vâng. Trời ơi. Cô chỉ sợ có ông chủ đài đó. Thì không phải là ông chủ đài, không có phải là cái gì trách móc gì đâu, nhưng hình như nhiều khi thì đôi khi cũng nhắc nhở nó, mà sao con xong mà 3 năm qua được mà hết mộng. Đừng nhắc nữa, cô đừng nhắc câu đó. Cô mà nhắc câu đó nữa là con bị cấm hả? Con không nên nữa. Chào con lên bao giờ ngay chứ. Anh Hoan lắm. Yeah. Anh là một con người là luôn luôn muốn khuyến khích cho mọi vâng. chương trình để cùng nhau chúng ta nghĩa là phát triển, chứ không phải là chưa có một cái sự mà cô nhận xét rằng là trong 3 năm qua không có phải là vì cái gì thế là vì chương trình này chương trình kia đó. Yeah. Nhưng mà con bởi con nhát gan quá. Thôi được rồi. Bởi vì thế khi nào mà không có anh Hoan bây giờ cô ở đây đó, không ngâm cho cán học. Thì cô thấy con có vẻ tươi vui rất cười lắm, nhưng mà bị cái là vội vàng bắt đầu cẩn thận chú tâm, là quan trọng là cái mặt đó là nghiêm túc sợ luôn. Thôi thưa quý vị khán giả, để không mất thời giờ của quý vị, con xin mời cô ngâm một bài gì về cho chương trình hôm nay. Để cô tâm sự một chút xíu. Thì cô bà con gặp cô ở ngoài chợ đó. Dạ. Những cái người bạn là rất thân thương, cũng ở cái tuổi cao niên như cô chứ không phải ở trung niên đâu. Dạ. Cái quý vị nói hình như là hồi này đã hai thầy trò muốn chuyển sang hài thay á, là thay hài.
nếu mà làm hài được con cũng làm hài. Vâng. Cái chuyện mà cô cháu với giọng bà con cười nhiều hơn bà con á, bà con thích cái nữa, bà con nói không ngờ đâu mà hai thầy trò ấy, một già một trẻ mà nói chuyện với giọng ghê là cười rất là mà cười rất là gọi là thoải mái, không dám nói đến hồn nhiên là ngây thơ đâu mà cười thoải mái đại khái như vậy. Yeah. Thì thưa quý vị, vâng, nếu mà thực sự và cái chương trình thi ca mà đem đến cho quý khán giả những nụ cười và những nụ cười mà thoải mái, những nụ cười mà gọi là cười mà tự nhiên đó là nghĩ tới là buồn cười chứ không ai thọc nét. Nhưng mà cô ơi, buồn cười. Nếu mà mình cứ tự nhiên là mình cười ấy, người ta lại bảo là mình hơi có cái gì. Không cho nên câu chuyện đó, câu chuyện nó tự nhiên mà họ buồn cười. Yeah. Chứ mình không có tạo ra. Dạ yeah, vâng. Thì ra nó hai cái nó khác nhau đúng không cơ? Hai cái nó rất là khác nhau. Cho nên là khi mà hai người mà cùng tâm đầu ý hợp thì họ có những buồn vui, họ tâm sự. Mà có những người mà họ là đôi bạn rất là thân nhưng mà chưa hề bao giờ họ tâm sự với cái người đó cái điều gì. Yeah, vì họ không tin tưởng. Vì người ta nói rằng yêu nhau á thì mấy núi cũng trèo. Khi họ yêu là tức họ tin nhau mấy rồi. Mấy sông cũng lội, mấy đèo mà cũng qua. Thì đó. Cho nên con đừng có nghĩ rằng là kiếm bạn, kiếm được một người bạn tri âm, tri kỷ rất là khó trên đời này chứ không dễ. Cho nên khi mà cô thấy được những cái lời người bạn, những người bạn mà những vị cao niên mà nói như vậy đó, là thực sự cô biết ơn lắm. Vì cái đó là thứ nhất là cụ phải yêu cái chương trình thi ca này và cụ nhận xét được những cái gì hay cụ đem đến cho mình. Nếu mà không có người nghe, không có người coi, không có người nhận xét, làm sao mà mình biết hay hay mình bây giờ mình không có đứng bên ông Mỹ đen cho mình biết mình trắng. Nhưng mà khi mà đứng bên ông Mỹ trắng thì mình mới biết mình da vàng. Thì đó, đại khái là như vậy. Và vâng, chúng mình rất cảm ơn những quý khán giả đã rất là yêu thương cái chương trình thi ca này và đã lưu tâm đến những từ cử chỉ cho đến tiếng cười và giọng nói. Một lần nữa chúng mình rất là ghi vào trong tâm này sự biết ơn những quý vị đang và rồi sẽ tiếp tục theo dõi cái chương trình thi ca này. Và bây giờ thì chúng mình xin gửi đến quý khán giả một bài thơ, mà bài thơ đó là bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Vũ Hoàng Chương. Con xin mời cô. Bài thơ mang cái tên là Phương Xa. Nhỏ neo rồi thuyền ơi xin mặc sóng, xô về đông hay dạt tới phương đoài, xa mặt đất giữa vô cùng cao rộng, lòng cô đơn cay đắng hỏa dần với lũ chúng ta lạc loài dăm bảy đứa bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh bé vô tận xa gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lênh đênh, lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ, một đời người u uất nỗi chờ vợ, đời kiêu bạc không dung hồn gian dị, thuyền ơi thuyền xin ghé bến hoang sơ,
men đã ngấm, bọn ta chờ nắng tắt, gieo buồm cao cùng cất tiếng hò khoan. Gió đã nổi dịp răng chiều hiu hắt, thuyền ơi thuyền theo gió hãy cho ngoan. Xin cảm tạ quý khán giả đã lắng nghe. Con phải cố gắng làm thì... sao thì phải dài dài vậy mà cô ngâm hay thế nhỉ. Trời ơi, thầy mà giờ không ngâm hay thì ai ngâm hay, thưa khen phò mã tốt áo nữa rồi. Giờ chương trình kìa. Dạ vâng. Xin quý vị đừng rời băng tần 57.3. Chương trình Thi Ca sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo nha quý vị. Dạ.